Xin chào các bạn có hào hứng muốn biết chuyên giao đàn hỏa tốc là thế nào không? Sau khi nhận được sự tư vấn từ số hotline quen thuộc lúc cô khách đặt mua đàn làm quà cho cháu thì đầu giờ chưa, đội ngũ đã nhanh chóng xuất phát để bàn giao cây piano Cutman KS1 Bluetooth tại Landmark 81, tòa nhà biểu tượng giữa lòng thành phố. Mỗi chuyến đi không chỉ là giao nhạc cụ mà còn mang đến niềm vui, sự hài lòng và những giá trị lâu dài dành cho khách hàng. Cutman không chỉ nổi tiếng với chất lượng piano tuyệt vời mà còn mức giá hợp lý, phù hợp với nhiều gia đình Việt Nam. Bên cạnh đó luôn được đội ngũ Minh Phụng Music đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái đàn của bạn. Trong suốt quá trình vận chuyển, cái đàn sẽ được sắp xếp đúng vị trí theo yêu cầu của khách hàng. Bạn biết không, không gian sống không chỉ là nơi sinh hoạt hàng ngày mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn. Khi đặt một cây piano bên cạnh những chậu cây xanh tươi sẽ đem lại cảm giác bình yên, giảm bớt căng thẳng mỗi khi bạn ngồi xuống chơi một bản nhạc nào đó. Cô đã chia sẻ với tụi mình về lịch học bận rộn của các bé. Ngày nay nhiều trẻ em phải đối mặt với lịch học dày đặc, thậm chí học thêm từ sáng đến tối. Việc sắp xếp thời gian cho các bé học nhạc không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Cha mẹ luôn mong muốn con mình phát triển toàn diện và âm nhạc là một phương pháp hữu hiệu để đạt được điều đó. Và điều thú vị vẫn chưa dừng lại, Minh Phụng Music luôn dành tặng cho khách hàng phần quà hấp dẫn khi mua Cutman KS1 Bluetooth là một chiếc ghế piano vô cùng thoải mái, giúp các bé hứng thú hơn khi ngồi vào luyện tập. Và không thể thiếu, phiếu bảo hành lên đến 24 tháng, và chính xác 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng lắp đặt miễn phí. Còn đây chính là những chức năng tuyệt vời trên đàn. Cái đàn sở hữu 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 nốt polyphony và 20 âm sắc phong phú. 2 cổng headphone cho phép bạn luyện tập hàng ngày mà không gây ồn ào. Đặc biệt tính năng Bluetooth MIDI giúp kết nối với các ứng dụng học nhạc mà không cần dây cáp. Kết nối USB cho phép bạn liên kết dễ dàng với máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Đang còn hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Ngoài ra các tính năng hiện đại khác như Metronome, Tinova, Transpo đều được tích hợp dễ dàng qua nút Function. Đặc biệt 3 pedal cung cấp sự điều chỉnh tinh tế cho người chơi với 2 loa công suất 25W, âm thanh luôn giữ vững chất lượng và ổn định. Tim xin gửi lời cảm ơn gia đình vì đã tin tưởng lựa chọn Cutman KS1 Bluetooth. Nếu bạn cũng đang muốn tìm kiếm một cái đàn phù hợp cho con em mình, hãy đến Minh Phụng Music. Hàng loạt model piano với ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón bạn. Hãy khám phá và trải nghiệm âm nhạc theo cách riêng của bạn.